定会很好夹。我们今天是来帮大家测试一下，昨天是刚开幕，今天第二天。对，哎，我们应该换个1000应该够吧？是，哎，干，它真的很深哎。我们进去看。Máy kẹp, máy vuốt hay còn được gọi là máy gấp, máy móng vuốt là các thiết bị kỹ thuật số hoặc cơ học được sử dụng để cầm và giữ các mặt hàng tại các cửa hàng tạp hóa. Các thiết bị này thường được sử dụng để giúp cho việc bố trí hàng hóa tại cửa hàng được gọn gàng và thuận tiện hơn cho khách hàng mua sắm. Tại sao các cửa hàng tạp hóa lại sử dụng máy kẹp, máy vuốt? 1. Tiết kiệm thời gian và sức lực. Việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho việc bố trí hàng hóa được nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn so với việc làm thủ công. Nó giúp cho việc đưa hàng lên kệ, xếp hàng và lấy hàng ra khỏi kệ dễ dàng hơn và cần ít sức lực hơn. 2. Tăng hiệu quả kinh doanh. Sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa có thể tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh. Với việc sắp xếp hàng hóa được nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn, nhân viên có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn trong một khoảng thời gian ngắn. 3. Giảm chi phí lao động. Sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa có thể giảm chi phí lao động do việc làm thủ công yêu cầu nhiều nhân công hơn. Điều này giúp cho các cửa hàng có thể tối ưu chi phí và tăng lợi nhuận kinh doanh. 4. Tăng khả năng quản lý hàng hóa. Việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa có thể quản lý hàng hóa của mình một cách hiệu quả hơn. Nhờ vào thiết bị này, các sản phẩm được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng và dễ dàng quản lý. Điều này giúp cho việc kiểm tra, đếm hàng và tổng kết doanh thu được dễ dàng hơn. 5. Tạo sự chuyên nghiệp. Sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa nhìn cửa hàng tạp hóa trông chuyên nghiệp hơn. Các khách hàng sẽ cảm thấy ấn tượng hơn với sự tiện nghi và độ chuyên nghiệp của cửa hàng. Điều này giúp cho cửa hàng có thể thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng doanh số bán hàng. 6. Tiết kiệm không gian. Máy kẹp, máy vuốt được thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian. Các cửa hàng tạp hóa có thể sắp xếp nhiều sản phẩm trên kệ hơn mà không tốn nhiều diện tích. Điều này giúp cho cửa hàng có thể sử dụng không gian tốt hơn và tối ưu hóa không gian lưu trữ. 6. Tăng tính đa dạng sản phẩm. Việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa có thể trưng bày được nhiều loại sản phẩm khác nhau. Các sản phẩm được đặt lên kệ một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. Điều này giúp cho cửa hàng có thể tăng tính đa dạng sản phẩm và thu hút được nhiều khách hàng khác nhau. 7. Tăng tính cạnh tranh. Sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa trở nên cạnh tranh hơn. Điều này giúp cho cửa hàng có thể cạnh tranh với các cửa hàng khác và thu hút được nhiều khách hàng hơn. Nếu một cửa hàng sử dụng thiết bị này thì sẽ có nhiều khả năng thu hút được nhiều khách hàng hơn so với các cửa hàng không sử dụng. Như vậy, sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa có thể tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, tăng tính chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí lao động và tăng tính cạnh tranh. Nếu bạn đang kinh doanh cửa hàng tạp hóa, hãy cân nhắc sử dụng máy kẹp, máy vuốt để tối ưu hóa kinh doanh của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các cửa hàng tạp hóa cần xem xét chi phí đầu tư cho thiết bị này, bao gồm chi phí mua máy, chi phí bảo trì và chi phí đào tạo nhân viên sử dụng. Ngoài ra, các cửa hàng cần cân nhắc đến khả năng sử dụng của máy, đặc biệt là khi mua máy cần phải chọn máy có độ bền cao và đáp ứng được nhu cầu của cửa hàng. Nếu cửa hàng tạp hóa quyết định sử dụng máy kẹp, máy vuốt, họ cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ để sử dụng thiết bị một cách hiệu quả. Việc đào tạo nhân viên sử dụng máy cũng giúp cho nhân viên có thể làm việc tốt hơn, tăng năng suất và giảm nguy cơ tai nạn lao động. Các cửa hàng tạp hóa cũng cần cân nhắc việc bảo trì và bảo dưỡng máy kẹp, máy vuốt để đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy. Việc bảo trì định kỳ cũng giúp cho máy được duy trì trong tình trạng tốt nhất và kéo dài tuổi thọ của máy. Tóm lại, việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt giúp cho các cửa hàng tạp hóa tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, tăng tính đa dạng sản phẩm và cạnh tranh, tiết kiệm chi phí lao động và tạo sự chuyên nghiệp cho cửa hàng. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo việc đào tạo, bảo trì và bảo dưỡng để đảm bảo hiệu quả hoạt động và tăng lợi nhuận cho cửa hàng. Chúng ta có thể tính toán một số lợi nhuận tiềm năng cho khách hàng từ việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt trong kinh doanh tại cửa hàng tạp hóa với các thông tin đã cung cấp như sau. Giả sử cửa hàng tạp hóa bán sản phẩm với giá trung bình là 10.000 đồng. Nếu sử dụng máy kẹp, máy vuốt, tối ưu hóa việc bày hàng, cửa hàng có thể tăng số lượng sản phẩm trưng bày và bán ra.
Nếu tăng doanh số bán hàng lên 10% hoặc 20%, lợi nhuận sẽ tăng thêm từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Nếu cửa hàng tạp hóa có thể giảm số lượng nhân viên nhờ việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt, lợi nhuận sẽ tăng lên. Ví dụ, nếu cửa hàng có thể giảm ít nhất 2 nhân viên với mức lương trung bình là 5 triệu đồng trên tháng, tiết kiệm chi phí lương sẽ là 10 triệu đồng trên tháng. Trong vòng 1 năm, chi phí tiết kiệm là 120 triệu đồng. Nếu sử dụng máy kẹp, máy vuốt, cửa hàng có thể tăng tính đa dạng sản phẩm và tiết kiệm không gian. Với diện tích 200 mét vuông của cửa hàng, nếu tiết kiệm được 20% không gian, cửa hàng có thể sử dụng 40 mét vuông để bày hàng mới, tăng tính đa dạng sản phẩm và thu hút thêm khách hàng. Với giá trung bình của sản phẩm là 10.000 đồng, lợi nhuận thêm từ việc tăng số lượng sản phẩm là 400 triệu đồng. Tổng kết lại, với việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt, cửa hàng tạp hóa có thể tăng doanh số bán hàng, tiết kiệm chi phí lao động và không gian, và tăng tính chuyên nghiệp của cửa hàng. Tùy thuộc vào mức độ sử dụng và tối ưu hóa việc sử dụng máy, lợi nhuận tiềm năng có thể đạt từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Với chất lượng tốt nhất của sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, Hồng Loan Game Center đã tạo được uy tín và danh tiếng trong lĩnh vực cung cấp máy kẹp, máy vuốt cho các cửa hàng tạp hóa tại Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ tin cậy để mua máy kẹp, máy vuốt cho việc kinh doanh tại cửa hàng tạp hóa của mình, Hồng Loan Game Center là lựa chọn hàng đầu cho bạn. Với dịch vụ tư vấn, bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp, bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm của Hồng Loan Game Center để tăng doanh số bán hàng và tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh của mình. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Hồng Game Center, bạn có thể liên hệ với họ qua hotline 08.8888.0532 để được tư vấn và hỗ trợ. Chắc chắn sau khi đọc bài viết này, nhiều khách hàng sẽ nhanh chóng liên hệ với Hồng Loan Game Center để mua sản phẩm và tận hưởng lợi ích của việc sử dụng máy kẹp, máy vuốt, máy gấp trong kinh doanh của mình.果然是经验拿到，对，他没找句是不是？有找句吗？有，哦，这个放大延迟，哦，原来是这样出是不是？不知道是好茶还是烂茶。 我忘记他下次很快。对。哎，不会，这么难讲应该是好茶。嗯。他一直是叫直接放到他冰箱就好。对。哇靠，每台都是这样，下速快。 手艺还可以，单顶到不会收啊。可以。怎么这样？把头夹过去。对。可以。看起来可以哦。 好像每一台都设定都差不多哎，有了啦，哇，有点优秀，对，还有，哦，后右边的脚是，是他那个可以推进，有点看到，那个丢上去是不是？哎，可以可以可以。 可以好吧？可以。你看今天吧。职业病。对。哇！哇！哇！哇！哇！哇！三百二啊！什么鬼？十块要不要？追。
这个豆豆在就下来了。哎、欸，还行，还摸得动啊。对，接下来还行，比较简单，站起来不容易啊。这样丢嘞，好吧，站牌，顶到不松，看能不能吸而已啊，吸不起来应该就挂了，应该是可以，回来啊，再过。好的，然后又辗转，空了个寂寞。有了，你要加抹茶了。这个好像一盒要50块吧？可是批发不知道多少。啊，我们1000块差不多加3车，然后因为这边机台数太多哦，我们。没那么多钱，我们只换1000块啊，没有办法每一台都是，因为它300台嘛，300台，如果每一台10块也要3000块，要3000，所以我们1000块根本就不够的，对，不够的，所以1000块打这样就开幕位应该算还 OK 啦、嗯。你像我们前去永大路那间好像就难度有稍微提高了，我们打2车啦，哦对啦，只是说它难度应该跟开幕比的时候还是有差啦。台南现在应该目前我看算一下应该有7间大间的有7间啊，所以。很竞争啦、啊、就变成说大家选择比较多就选比较好打，但是每个人会打的都不一样，因为像这间它下注偏快，快慢不一样，对对对，然后容易顶到不松，每间都不一样，然后挑比较适合你自己的来打。 OK， 那我们今天影片到这里，喜欢我们影片记得订阅、按赞、加分享，记得打一下，那拜拜。